Xin chào tất cả quý vị, trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Ngày hôm nay thì Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị mẫu nhà rất đẹp do Mắt Hôn trực tiếp thiết kế. Đó chính là mẫu nhà của gia đình anh Nguyễn Hữu Sâm ở Bào Cạn, Long Thành, Đồng Nai. Đầu tiên chúng ta sẽ quan sát qua về 3D ngoại thất công trình này nhé. Đây là công trình được thiết kế, đó chính là nhà vườn một tầng nha quý vị. Tuy nhiên là thiết kế phần mái bên trên là mái Thái cũng rất là nổi bật. Quả thật thì đây cũng là một kiểu nhà mà tôi nghĩ rằng cũng được nhiều quý vị quan tâm. Trước khi mà chúng ta tìm hiểu kỹ hơn, tôi sẽ giới thiệu sơ lược lại về tổng công ty của Mắt Hôn. Mắt Hôn là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở trên khắp tỉnh thành đất nước Việt Nam. Hiện tại chúng ta đã có trụ sở ở khắp 3 miền của đất nước. Miền Bắc là 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Miền Trung 28 Hà Hoàng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Miền Nam 162, 164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị ở miền Trung có thể ra đến trụ sở Mắt Hôn ở Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột. Ở miền Nam có thể ra đến trụ sở Mắt Hôn Bình Dương, Cần Thơ hoặc Cà Mau. Hotline chúng tôi là 092-774-8888, 0986-556-761. Và trên website chúng tôi sẽ có một nhận tư vấn làm nhà. Quý vị có thể điền họ và tên, số điện thoại, chọn hạng mục cần tư vấn ở đây. Ví dụ là xây nhà, thiết kế nhà, thi công hoàn thiện, thi công phần thô, cải tạo nhà, v.v. Nhập mô tả nhu cầu quý vị vào vẫn và yêu cầu tư vấn. Nhân viên chúng tôi nhận thông tin này cũng sẽ chủ động để liên hệ với quý vị. Và hiện tại đó quý vị thì chúng ta đã có trụ sở khắp 3 miền của đất nước, cho nên là thậm chí kể cả quý vị đang ở nước ngoài mà chúng ta có nhu cầu để mà thiết kế và thi công trọn gói Mắt Hôn, hoàn toàn có thể gọi đến số hotline, nhân viên chúng tôi sẽ tư vấn online cho quý vị. Và sau đó, sau khi mà chúng ta đã trao đổi xong những cái thông tin rồi và đã chốt được về mẫu nhà như thế nào đó, thì nhân viên chúng tôi cũng sẽ đến trực tiếp gia đình của quý vị hoặc là bạn bè người thân của chúng ta ở Việt Nam để mà có thể trao đổi và ký kết hợp đồng. Còn trường hợp quý vị ở Việt Nam luôn thì dù cho quý vị ở bất kỳ đâu khắp ba miền của đất nước, nhân viên chúng tôi cũng sẽ đến trực tiếp tận nhà để mà trao đổi và ký kết. Thì đây cũng là một ưu điểm của Mắt Hôn nha quý vị. Rõ ràng khi mà chúng ta gặp gỡ trực tiếp thì cái việc mà trao đổi có thể là diễn ra một cách thuận lợi hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát về ngoại thất công trình này nhé. Phần mái ở bên trên thì công trình này sẽ thiết kế là mái Thái nha quý vị. Quả thật thì trong các dạng mái, nếu mà so về độ cao thì không có loại mái nào làm lại mái Thái nha quý vị. Bởi mái Thái nó sẽ có cái độ cao rất là khủng đúng không nào, nó giúp cho công trình ta thêm phần nổi bật hơn. Và khi mà chúng ta thi công mà thiết kế nó cao như vậy á, thì mái Thái nó sẽ giúp cho chúng ta, thứ nhất đó chính là chống dột nước mưa nè, chống thấm tốt hơn nhờ vào cái độ dốc cao. Và thứ hai, nếu xét theo phong thủy sẽ tránh hiện tượng tích tụ hung khí cho công trình. Còn bàn về cái chất liệu mà chúng ta sử dụng cho phần mái á, thì thông thường nha, mái bây giờ thì người ta thường sẽ sử dụng đó chính là ngói màu xi măng. Ngói màu xi măng có thể sử dụng là Fuji, Prium hoặc bây giờ ngói Nippon cũng được sử dụng rất là nhiều. Khi quý vị sử dụng ngói đó quý vị thì rõ ràng là ngói màu xi măng nó sẽ có rất là đa dạng về màu so với những cái ngói đất nung truyền thống trước đây. Tôi ví dụ là quý vị có thể thích màu xanh thì có thể chọn màu xanh cũng được, hoặc màu nâu cà phê hoặc là màu ghi đúng không nào, tùy theo sở thích, thậm chí là có thể liên quan đến cả phong thủy để mà chúng ta có thể lựa chọn ha. Quý vị khi làm việc với Mắt Hôn, chúng ta sẽ có một cái ưu điểm, đó chính là chúng tôi sẽ có một cuốn catalog vật liệu để mà gia chủ hoàn toàn có thể chủ động lựa chọn tất tần tật các loại vật liệu phù hợp cho gia đình của mình ha. Và sau đó thì chúng ta sẽ lên cái phương án để mà thi công. Khi mà quý vị chúng ta lựa chọn như vậy thì kể cả đến khi ra dự toán nha, trường hợp nếu mà gia chủ cảm giác là ô cái dự toán nó hơi cao quá so với khả năng của mình mà quý vị muốn đổi một số những cái loại vật liệu khác để mà có thể phù hợp hơn, quý vị cũng có thể trao đổi với chúng tôi cũng sẽ trao đổi bàn bạc và sẽ thực hiện cho quý vị. Đây cũng là một ưu điểm của công ty. Ngoài ra thì hiện tại Mắt Hôn cũng đang trong quá trình là chúng tôi sẽ có sản xuất và phân phối một số những cái loại vật tư vật liệu, tôi ví dụ là sơn nè, bột bã nè, thiết bị vệ sinh nè, thiết bị chiếu sáng vân vân. Nhắc đến sơn thì cái việc quan sát công trình này ha, phần sơn bên dưới chúng tôi sẽ sơn hai màu, một là màu trắng và hai là màu ghi nha các vị. Đây, nó sẽ xen kẽ với nhau luôn nhé. Cho nên là với công trình này thì em thấy là nó có nét tân cổ điển nhưng cũng có nét hiện đại luôn. Bởi vì màu sắc thì công trình này phối nó sẽ nghiêng về cái kiểu hiện đại hơn, nhưng mà
đường nét thì lại là tân cổ điển. Tôi ví dụ ở đây sẽ có những cái đường cong hay những đường phào chỉ, hay là cái phần lan can ở đây sẽ có những con tiện bằng bê tông nè. Thì tất tần tật cái này thì nó sẽ phù hợp với phong cách tân cổ điển nha. Và quý vị cũng lưu ý là một công trình nếu mà chúng ta thi công theo phương án là tân cổ điển thì cái chi phí thường nó sẽ cao hơn so với nhà hiện đại nha quý vị. Đây là cái điều đương nhiên, bởi quý vị thấy là những cái chi tiết nè, những cái hoa văn hay là những cái phào chỉ nhiều thì chắc chắn là cái thời gian thi công chúng ta cũng phải lâu hơn, và người thợ mà làm được những cái chi tiết mà cầu kỳ bắt buộc cũng phải là cái thợ cao giá hơn so với những thợ thông thường rồi. Cho nên là từ đó thì cái chi phí thi công xây dựng một ngôi nhà thường nó sẽ tăng lên so với nhà hiện đại cùng diện tích. Cho nên thì quý vị cũng lưu ý vấn đề này. Hệ thống cửa thì sao? Hệ thống cửa thì đầu tiên cửa chính công trình cũng tương tự với những cái vị trí khác, chúng ta cũng sẽ cho gia chủ chủ động lựa chọn luôn. Bây giờ thường thì cửa chính người ta sẽ có 3 loại nha quý vị. Một là có thể sử dụng đũa tự nhiên, hai là sử dụng cửa thép phân gỗ, và ba có thể sử dụng cửa nhôm hệ kính. Ở đây theo 3D thì rõ ràng là gia chủ sẽ lựa chọn một trong hai, đó là đũa tự nhiên hoặc cửa thép phân gỗ luôn. Thì tùy theo khả năng tài chính và sở thích thôi. Ví dụ nếu quý vị muốn tiết kiệm thì ta có thể đổi sử dụng cửa thép phân gỗ thì nó sẽ tốt hơn, bởi cửa thép phân gỗ thì nó rẻ hơn so với đó chính là đũa tự nhiên nha quý vị. Còn trường hợp nếu mà quý vị chúng ta muốn cái sự sang trọng đẳng cấp cho không gian sống của mình thì gỗ tự nhiên chắc chắn là nó sẽ là một điểm cộng, đúng không nào? Nhưng mà quý vị cũng phải chuẩn bị một cái tài chính ổn, bởi vì cửa gỗ tự nhiên thì thường nó sẽ đắt tiền khá là nhiều nha quý vị. Một cái bộ cửa thậm chí lên hàng chục, hàng trăm triệu đồng là chuyện bình thường ha. Gỗ tự nhiên thì miền Bắc thì chuộng là lim nam phi, miền Nam thì có thể là gỗ căm xe hoặc gõ đỏ ha. Còn cửa thép phân gỗ thì đơn giá sẽ rẻ hơn khá là nhiều. Còn lại thì những cái ô cửa sổ ha sẽ là cửa nhôm hệ kính. Đây quý vị có thể thấy là nó sẽ chạy dọc khắp công trình thì đều sẽ là cửa nhôm hệ kính hết, để lấy được nhiều nhất gọi là nguồn ánh sáng tự nhiên vào bên trong. Đây là một công trình phải nói là cũng rất là đẹp, bởi vì nhờ vào mảng xanh, quý vị có thấy đây sẽ được thiết kế mảng xanh rất là nhiều nha quý vị. Sảnh chính hay sảnh phụ thì đều được thiết kế đẹp như nhau, với thiết kế là năm bậc tượng trưng cho ngũ hành kim thủy mộc hỏa thổ. Về liệu ốp lát thì chúng tôi sẽ ưu tiên lựa chọn là granite hoa cương với tông là mặt đen cổ trắng nha quý vị. Và quý vị có thể thấy là với những cái tông màu như thế này thì nó cũng tôn lên cái vẻ đẹp của công trình rất là nhiều. Chưa kể granite nó sẽ không có bị nứt nẻ, cho nên cái quá trình mà chúng ta di chuyển lên xuống nó sẽ không có ảnh hưởng. Còn ví dụ chúng ta sử dụng những cái chất liệu khác mà nó dễ nứt hơn, ví dụ marble đi. Marble rất là sang nhưng mà không hợp để chúng ta ốp ở đây nha. Bởi vì ốp rồi thì nó sẽ rất là dễ bị nứt, chưa kể là độ chống thấm hút nước nó kém, cho nên là nó có thể bị thấm nước mưa, có thể là bị rong rêu, đúng không nào? Là cái điều đó sẽ không ai muốn hết, cho nên granite vẫn là lựa chọn số 1 ha. Và trong quá trình mà thiết kế thì thông thường chúng tôi sẽ bàn giao hồ sơ gia chủ là tầm 30 đến 45 ngày, và tùy theo cái quy mô của cái ngôi nhà nữa. Ví dụ là nhà vườn, những cái nhà nhỏ thì nó sẽ khác, còn nhà tân cổ hay là những cái biệt thự nó sẽ khác nha. Chưa kể là yêu cầu quý vị, nếu quý vị có những cái yêu cầu mà chỉnh sửa càng nhiều thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ hết mình cho quý vị về vấn đề này. Và đó là về tổng quan 3D của công trình này ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Đầu tiên một lục bản vẽ kiến trúc đi, hồ sơ tổng cộng 40 trang, đầy đủ mặt bàn, mặt đứng, mặt cát, rồi chi tiết vệ sinh, chi tiết cửa đi, cửa sổ v.v. Đó, đầy đủ nha quý vị. Và tiếp theo chúng ta sẽ xem đến đó chính là mặt bàn định vị công trình ha. Chiều dài khu đất là 150m và chiều ngang đến tận 50m rồi quý vị. Phải nói là một khu đất rất là rộng luôn. Và so sánh hoa tiêu UV, thấy công trình hướng lên bên trên và hướng bên phải. Bên trên lẫn bắc, bên phải sẽ là hướng đông. Công trình sẽ nằm ở hướng đó chính là đông bắc. Bây giờ chúng ta xem qua đây, đây là một số hình ảnh thực tế tôi chụp và được bằng flycam khi đến để mà khảo sát ký kết hợp đồng với gia chủ. Thì khu đất nè, vì khu đất rất rộng nha quý vị, và ngôi nhà chúng ta sau này sẽ xây dựng ở vị trí này. Còn bây giờ chúng ta xem tiếp đến bát trạch phong thủy nhé quý vị. Các hướng nè, hướng đông bắc, tây nam phục vị sẽ giúp đỡ may mắn, tây thiên y trời che chở, tây bắc phúc đức mọi sự ổn định, đông bắc sinh khí phú lộc vạn toàn thu hút tài lộc. Thì công trình nằm ở hướng đông bắc là sinh khí phú lộc vạn toàn và thu hút tài lộc. Còn đây là mặt bằng về bố trí nội thất của công trình này nhé. Quý vị có thể thấy là chiều dài ngôi nhà là đến 18m, chiều rộng sẽ là 10m, diện tích thiết kế 175m2. Về công năng chúng ta bố trí như sau, sẽ có phòng khách, phòng thờ, phòng bếp, tổng cộng là 5 phòng ngủ nha quý vị. Và sẽ tương ứng sẽ có 2 vị trí của nhà vệ sinh. Về lối tiếp cận sẽ có lối cửa chính vào phòng khách và cửa đi ra mặt bên. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem qua hình ảnh nội thất công trình này nhé.
Đầu tiên là không gian phòng khách đi, thì quý vị có thể thấy ở đây chúng ta sẽ đặt đó chính là một chiếc ghế sofa băng, một chiếc ghế đơn được thiết kế rất là lạ mắt ở vị trí này nhé. Rồi bàn trà sẽ được thiết kế ở ngay vị trí trung tâm, mặt bàn hình tròn này có viền inox vàng titan và khung bên dưới là sắt sơn tĩnh điện màu đen. Vách phía sau chúng tôi kết hợp đó chính là PVC giả đá, PVC giả lam gỗ và tranh sắt nghệ thuật trên tường. Đối diện sẽ là vị trí kệ TV. Kệ TV thì chất liệu MDF phủ melamin ha. Và phía bên dưới nè, quý vị có thể thấy chúng tôi sẽ làm một cái lò sưởi. Cái này cái lò sưởi chỉ là lò sưởi giả thôi, chỉ là mô phỏng thôi nha quý vị. Và cũng tương tự với ở bên ngoài ngoại thất thì nội thất, nếu quý vị thiết kế và thi công của Mark Home, chúng tôi cũng sẽ cho quý vị chủ động lựa chọn luôn về gọi là cái chất liệu. Ví dụ quý vị thích là gỗ công nghiệp hay là gỗ tự nhiên. Thường thì gỗ công nghiệp thì giá tiền nó sẽ rẻ hơn gỗ tự nhiên nha quý vị. Và trong gỗ công nghiệp lại có nhiều loại nữa. Ví dụ là phủ melamin thì nó sẽ rẻ hơn phủ acrylic. Thì điều đó quý vị hoàn toàn có thể chủ động lựa chọn. Còn đây sẽ là vị trí cung kính nhất là phòng thờ quý vị. Sẽ bàn thờ và tấm phản ở đây đều chất liệu gỗ tự nhiên. Thông thường thì ở một số công trình nha thì người ta sẽ đặt những cái vị trí tấm phản có thể trong phòng khách, phòng thờ hoặc phòng bếp ha. Đây có thể là nơi chúng ta thờ tự rồi bày mâm cúng hoặc là thậm chí có thể ngồi thư giãn uống trà với gia đình cũng rất tốt. Xung quanh sẽ đặt đó chính là những bức tranh là tứ quý phong thủy. Còn đây sẽ là không gian bếp của công trình nhé. Đầu tiên là kệ tủ bếp đi, được thiết kế là hình chữ Y nha quý vị. Với chất liệu cũng là gỗ công nghiệp luôn, tông màu sẽ là tông màu ghi nè. Hình chữ Y, chữ L, chữ U hay chữ G nó tùy thuộc vào diện tích của căn phòng. Nếu như diện tích chúng ta rộng rãi, thoải mái thì có thể chữ L, U hoặc G. Còn diện tích nếu mà nó không quá rộng, chúng ta lựa chọn chữ Y thì cái việc mà chúng ta di chuyển nó sẽ thoải mái hơn nha quý vị. Mặt bếp, tường bếp chúng ta sẽ ốp ở đây là đá granite màu trắng vân mây. Tương tự ở đây vị trí bàn đảo cũng vậy ha. Thì viền xung quanh thì cũng là đá nè và có những chiếc ghế một. Còn vị trí này sẽ là vị trí của bàn ăn. Bàn ăn thì chúng ta sẽ thiết kế, quý vị thấy mặt bàn cũng là đá nè, khung chân bên dưới là sắt sơn tĩnh điện màu đen, kèm theo đó sẽ là gỗ và xung quanh chúng tôi sẽ đặt là 6 chiếc ghế ăn, điểm ngồi sẽ được bọc vải nỉ. Bây giờ ta sẽ đến với phòng ngủ đầu tiên của công trình, phòng ngủ số 1. Phòng ngủ này thì chiếc giường chúng tôi cũng sẽ bọc vải nỉ toàn bộ nha quý vị. Đây, nó vừa tăng tính thẩm mỹ mà khi mà chúng ta đi lỡ có va chạm vào thì cũng sẽ không có gây thương tích. Còn đấy sẽ phòng ngủ số 2, về cơ bản thì nó cũng khá tương đồng phòng ngủ lúc nãy. Chiếc giường ở đây thì giường có chân ha. Tủ quần áo thì chúng tôi sẽ thiết kế là cao kịch trần. Bây giờ thì em thấy đa phần ha, những công trình người ta đều sẽ lựa chọn cái phương án này. Phòng ngủ số 3 của công trình thì cũng tương tự thôi, chỉ có khác một chút xíu là về màu sắc. Quý vị ở đây thì phần vách tường ở đây nè, chúng tôi sẽ ốp thêm gỗ MDF phủ melamin ha, với tông màu ghi. Vị trí bàn làm việc thì sẽ được thiết kế dạng treo. Phòng ngủ số 4 thì cũng tương tự, tuy nhiên là chiếc giường thì cái màu ở đây là màu ghi sáng nha quý vị. Và chúng tôi sẽ có thiết kế đây, quý vị có thể thấy là nguyên cái vị trí bàn làm việc, bàn học sẽ có một tấm gương được thiết kế là cao kịch trần. Về phần gương thì chúng tôi cũng sẽ có những cái dòng gương LED của Mark Home, quý vị cũng hoàn toàn có thể lựa chọn trong cuốn catalog. Cuối cùng thì đây sẽ là phòng ngủ số 5 của công trình. Nói chung là các phòng thì quý vị thấy đa phần cũng lựa tông màu là trắng, màu ghi, hình như tông màu pastel, nhìn cảm giác rất là dễ chịu quý vị. Đây sẽ là vị trí của táp đầu giường. Bây giờ thì em sẽ xem tiếp đến đó chính là về mặt đứng của công trình này nhé. Có sọc hông định của mái ở đây là 8m, sàn đến sàn mái sẽ là 3,9m nha quý vị. 3,9m là cái chiều cao lý tưởng rồi, để chúng ta có thể thoải mái di chuyển. Quý vị thấy là mái bên trên đến 4,1m nha. Chứng tỏ là thậm chí cái mái bên trên nó còn cao hơn phía bên dưới, nhưng mà đây là đặc trưng rồi. Đặc trưng của nhà máy Thái lúc nào nó cũng sẽ rất là cao để tạo nên sự nổi bật. Còn đây sẽ là về mặt cắt của công trình nhé. Rõ ràng có thể thấy ngay đó chính là sàn có sắp mái sẽ đổ bê tông. Em thấy đây là cái giải pháp thường chúng tôi sẽ gợi ý cho gia chủ lựa chọn. Tuy nó đắt tiền hơn cái việc mà chúng ta chỉ làm cái trần giả, nhưng mà nó hiệu quả rất là cao về việc chống nóng, chống dừa rút mưa cũng như là chống trộm nha quý vị. Em nghĩ là chúng ta hoàn toàn nên sử dụng cái phương án này. Còn hệ thống cửa trong nhà thì chúng ta sẽ sử dụng, một là cái việc có thể sử dụng gỗ tự nhiên luôn, hai là cái việc có thể sử dụng cửa composite. Cửa composite thì là cửa nhựa giả gỗ, em thấy cũng rất là tốt và hiện tại trên thị trường sử dụng rất nhiều, giá thì nó rẻ hơn so với gỗ tự nhiên. Xem đến hồ sơ kết cấu của công trình này ha, quý vị nhìn vào mặt bằng móng thấy ngay công trình thi công móng băng. Với móng băng thì đây là cái dạng móng bây giờ rất là được sử dụng nhiều cho những công trình nhà dân dụng nha quý vị. Móng băng thì sẽ chia làm móng băng gạch, móng băng bê tông cốt thép. Thông thường thì với thiết kế của chúng tôi sẽ ưu tiên là móng băng bê tông cốt thép.
Cuối cùng xem hồ sơ điện nước của công trình ngày hôm nay ha, thì em sẽ xem qua một cái bản vẽ, đó chính là bản bố trí camera. Nhu cầu lắp đặt camera trong nhà bây giờ rất là nhiều gia chủ yêu cầu để mà đảm bảo an toàn hơn khi mà chúng ta ví dụ là đi làm việc, đi du lịch, đi chơi xa, thì chúng ta có thể quan sát ngôi nhà của mình từ xa quý vị. Đây chúng tôi bố trí bên ngoài bên trong đầy đủ nè. Bộ điều khiển trung tâm, đầu ghi hình camera 6 kênh, màn hình quan sát kết nối TV, ổ cứng lưu trữ dữ liệu 1T chúng tôi đặt trong trung tâm của phòng khách. Vậy là em vừa giới thiệu quý vị đó chính là một mẫu nhà mái Thái rất là bắt mắt. Hy vọng quý vị cũng sẽ yêu thích mẫu nhà này. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công, đừng ngại liên hệ Game Art Home qua hotline 092-774-8888, 0986-556-761. Đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.